Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trên bầu trời xanh vài cánh chim bay lạc lõng, theo những áng mây trôi vàng bạc lưng trời, như dòng đời cứ trôi mãi. Dẫu biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn lại khuyết, có hợp có tan, có sinh rồi biệt, nhưng mỗi lần nghĩ đến người mẹ là lệ trào những người con cứ tuôn. Ôi người mẹ hiền của chúng con, mưa dầm trĩu nặng đôi vai, nắng trần bạc áo không phai chỉ sờn. Mẹ như cánh hạt giữa trời, cho con khôn lớn giữa đời bao la. Đời người trăm năm như giấc mộng năm kha, công danh như bọt nước nổi chìm, phú quý như vàng mây tan hợp. Danh vọng, địa vị, quyền thế đều không bền, không vững, nhưng chỉ có sự thiêng liêng của tình mẫu tử vẫn còn mãi trong lòng của chúng con. Để tưởng niệm đấng sanh thành đã vĩnh viễn ra đi về miền xa cách, với nỗi đau buồn của kẻ đi, người ở, kẻ mất, người còn, âm dương khác nẻo, bao nghĩa sanh thành, bao tình giáo huấn, bao ăn dưỡng dục cù lao của đấng mẫu từ. Phận làm con không biết làm sao để báo đền thăm ăn trời biển đó. Vì vậy, hôm nay, ngày 2 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu, với tinh thần hiếu đạo, toàn thể gia đình Phật tử Nguyễn Quốc Hạnh, pháp danh Minh Bình, cùng gia đình Phật tử Đỗ Kim Hương, pháp danh Liên Tâm, gia đình Phật tử Đỗ Thị Ngọc Lan, pháp danh Hạnh Hải, gia đình Phật tử Lê Thị Thanh Đinh, pháp danh Liên Tịnh, gia đình Phật tử Thồng Thượng Hòa, pháp danh Tịnh Minh, gia đình Phật tử Tăng Văn Dũng, pháp danh Pháp Nhẫn, gia đình Phật tử Đặng Thị Kim Em, pháp danh Diệu Đức, gia đình cô Nguyễn Thị Hoa, pháp danh Liên Tịnh, cùng gia đình Phật tử Đặng Thị Ngấn, pháp danh Ngọc Thành, tề tựu về chùa Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn và sự chỉ dạy của ân sư thượng giác Khả Nhàn, thiết lễ cúng dường trai tăng để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền cũng như đã quá cố, hồi hướng cho toàn thể gia đình thân quyến thuộc được phước huệ tăng long siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Quốc Hạnh, pháp danh Minh Bình, xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác Hạ Nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Con tên là Nguyễn Quốc Hạnh, pháp danh Minh Bình. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm Tân Sửu, cũng là tuần thất thứ hai của thân mẫu chúng con. Nhân dịp này, gia đình chúng con cùng gia đình cô Đỗ Thị Ngọc Lan, gia đình cô Liên Tâm, gia đình cô Nguyễn Thị Hoa và một số Phật tử được sự cho phép của ân sư thành tâm thiết lễ trai tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho cụ ông Đỗ Xuân Ngọ, pháp danh Tuệ Phúc, hành canh 80 tuổi, Bùi Thị Tính, pháp danh Diệu Tính, hành canh 78 tuổi, cũng như kỳ siêu cho mẹ của chúng con Hương Linh Nguyễn Thị Hường, pháp danh Liên Tịnh, hưởng thọ 67 tuổi, và Hương Linh Đỗ Ngọc Quyến, pháp danh Trí Giác, hưởng thọ 65 tuổi, Hương Linh Đỗ Thị Dậu, pháp danh Diệu Tâm, Hương Linh Đăng Phúc, Hương Linh Đặng Thị Tám, Hương Linh Bùi Văn Tán,
Hương Linh, huyện Văn Thành, pháp danh Từ Nghiêm, hưởng dương 49 tuổi. Hương Linh Lương Sao Lành, pháp danh Ân Hiền, hưởng dương 47 tuổi, cùng cửu huyền thất tổ và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu thoát luân hồi, vãng sanh cực lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho toàn thể đại chúng nhân dịp năm mới được thân khỏe tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Và giờ đây, trước Tam Bảo trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con xin phép được đầu thành đảnh lễ, kính xin tác bạch. Kính bạch chư Tôn Đức, mẹ của con từ 10 năm nay đã được ân sư Từ Bi thu nhận vào chùa Quán Thế Âm tu tập. Trong 7 năm đầu tiên thì ở trên chùa, sau đó được ân sư thương tình cho xuống khu chuyên tu hơn 3 năm nay. Từ khi vào đây, mẹ của con rất hoan hỷ. Nhiều lần chúng con gọi điện thăm hỏi đều cảm nhận được sự vui vẻ, an lạc của mẹ. Gia đình chúng con nghe cũng vui lay theo bà và vô cùng xúc động cũng như cảm kích ơn sư. Tấm lòng của người thật cao cả, xem tất cả các cụ già như mẹ mình, nên đã cưu mang che chở, dưỡng nuôi bao mảnh đời trái ngang đau khổ, có nơi nương tựa, sưởi ấm lúc về chiều. Hơn nữa, ân sư đã tận tình chỉ dạy phương pháp tu hành cho các cụ, luôn luôn quan tâm, sách tấn các cụ buông xả vạn duyên, chí thành niệm Phật để không uổng phí đời này được may mắn làm người và được nghe đến Phật Pháp. Nhờ có người mà biết bao cụ sống thật an lạc, vui sướng. Ôi, công đức này thật sâu dày vô lượng. Chúng con xin thay mặt cho mẹ và gia đình thành tâm cảm ơn ân sư đã lo lắng cho mẹ con và chỉ dạy cho mẹ con bấy lâu nay. Kính thưa quý liên hữu, tháng trước mẹ con trở bệnh nặng, được ân sư cho lên phòng hộ niệm để đại chúng trợ niệm cho bà. Trong thời gian mẹ con nằm tại phòng hộ niệm, mẹ con đã được quý thầy, quý chú và các cô tận tình chăm sóc, khuyến tấn và trợ niệm cho mẹ của chúng con. Chúng con vô cùng hoan hỷ khi thấy bà ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu Phật hiệu. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin thành tâm cảm ơn quý ngài. Hôm nay, nhân ngày tuần thất thứ hai của thân mẫu, với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, thực hiện theo lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế, hôm nay gia đình chúng con cùng những liên hữu đồng tu với tâm chí thành, chí kính, sắm sắm một số tịnh tài phẩm vật thiết lễ trai tăng. Trước là cúng dường mười phương chư Phật, sau là cúng dường chư Tôn Tịnh Đức. Ngưỡng mong nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư Tôn Thiền Đức, sẽ giúp cho hương linh thân mẫu chúng con và ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu thoát luân hồi, vãng sanh tịnh độ, và hiện tiền thân bằng quyến thuộc đều được thừa tư công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật, một đời này được liễu sanh thoát tử, tóc thoát ta bà, vãng sanh cực lạc. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mong trên chư Tôn Đức từ bi chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho chúng con được ân chiêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ơn trong muôn vọng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đeo đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhân
và chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới pháp thể được vô lượng kinh an, thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành, để dìu dắt chúng con ngay trong đời này được trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ tha thứ cho. Bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già, chúng con khấu đầu cung kính lễ bậc chúng trung tôn trong thế gian. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay ngày lễ trai tăng, chư tăng cao hội thêm phần trang nghiêm, chúng con từ khắp mọi miền được thầy thương xót trao truyền pháp âm. Sinh ra ta, tạo cho ta nên vóc hình là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra pháp thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhân quả giải thoát, đó là công đức của thầy truyền trao. Lời pháp của thầy như ánh sáng xua tan màn đêm u tối, như cơn mưa thấm đất lúc khô cằn. Quý quá thay cho hàng Phật tử của chúng con hôm nay được tề tụ về đây, thừa hưởng công đức cúng dường trai tăng, thừa hưởng công đức văn kinh thánh pháp, để nhờ những lời pháp vàng ngọc ấy làm kim chỉ nam cho chúng con thoát khỏi biển khổ luân hồi, để cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay được thập toàn viên mãn, được pháp sự châu long. Chúng con nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ ban bố đạo từ cho chúng con được thấm nhuần mưa pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu tại pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm tổ chức buổi lễ phóng sanh cúng dường trai tăng. Giờ đây Giác Nhàn thay mặt cho đại chúng giảng những lời khai thị của tổ sư Ống Quang và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua có gia đình Phật tử Nguyễn Quốc Hạnh, pháp danh Minh Bình, đại diện cho một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, dâng lên lời tắc bạch. Chúng tôi thực sự vô cùng hoan hỷ vì người con có hiếu, khi cụ bà Nguyễn Thị Hường lên tỉnh Thất Quan Âm lúc trước, ở đây 7 năm sau đó rồi xuống viện chiên tu. Tuy rằng cụ còn cụ âm, nhưng mà cả gia đình đồng lòng cho cụ bà liên tịnh lên trên này để mà tịnh tu.
Cụ này có cái đặc biệt, lúc đậu bệnh cụ quyết tâm không đi bệnh viện, không nhờ bác sĩ chữa bệnh. Và khi lên phòng hộ niệm thì có nhắn nhủ quý vị thầy, xin cung thỉnh sư phụ lên cho con gặp lần cuối. Một số các cụ lên phòng hộ niệm ít có ai đòi gặp chúng tôi lần cuối, bởi vì chưa biết mình bao lâu ra đi. Riêng cụ Hường này gặp chúng tôi lần cuối thì chúng tôi sắp xếp công việc chúng tôi lên. Thì chúng tôi hỏi cụ giờ muốn đi bệnh viện bác sĩ không? Kêu không. Con tin vào cái nguyện lực của Phật A Di Đà. Nếu mà thọ mạng con còn thì con sống lại. Thọ mạng con hết thì con vãng sanh, bởi vì con không có mong hết bệnh. Cụ này hấp thu được cái lời chúng tôi giảng, lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Khi mà thọ mạng mình hết, mình cầu hết bệnh đó, thì cũng không hết bệnh được mà mất phần vãng sanh luôn. Mất phần vãng sanh. Còn nếu mà thọ mạng mình còn thì sống lại đôi ba năm rồi cũng sẽ chết. Ngay cái lúc mà thập tử nhất sinh, người này dám buông vạn duyên, nương vào thệ nguyện của Đức Phật Di Đà và nương vào Đại Vương Y. Đức Phật Di Đà là Đại Vương Y. Thì cụ quyết tâm niệm Phật, khi chúng tôi lên thăm vài hôm sau là cụ ra đi. Sắc diện rất là hồng hào, hoan hỷ. Tuy rằng bao tử đau và cơ thể bắt đầu chuẩn bị rã rời. Cô nói cơ thể con bắt đầu đang rã rời, đau đớn, nhưng mà con quyết tâm để xả báo thân này, để mà về Tây Phương Cực Lạc, để lấy một cái báo thân do công đức niệm Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không sanh già bệnh chết. Những người học trò này tin tưởng lời dạy của Tổ sư Ấn Quang. Đặc biệt cụ lúc đau bệnh mà gương mặt sắc diện rất hoan hỷ. Chúng tôi lên lấy làm lạ. Thường ngày gặp cụ ở viện chuyên tu, gương mặt sắc diện không đẹp như cái lúc mà chuẩn bị cụ ra đi. Đây là các căn vui vẻ, hiện tướng sanh cõi lành. Cõi Tây Phương cũng là cõi lành, cõi an vui. Còn lúc lâm chung mà đau bệnh, mình nhăn nhó, bực bội, tức tối, thì nó hiện tướng ra để đọa lạc. Chúng tôi có nói một câu là đau bệnh đó không phải bỗng không, mà đó là nghiệp quả của quá khứ và đời này, nhất là sát nghiệp. Lúc chưa đi lên chùa để mà tịnh tu thì vẫn là ăn mặn, vẫn là tạo nghiệp sát. Quý thầy chưa đi xuất gia, nhưng bản thân chúng tôi lúc còn trẻ còn nhỏ cũng ăn thịt, tạo nghiệp xấu ác. Lúc mình ở nhà mình tạo nghiệp xấu ác, mình không biết có tội không? Có. Không biết đó là nghiệp xấu ác mà vẫn có tội. Cho nên hôm nay gia đình ở trên này tu tập để hồi hướng công đức, và nhất là phát tâm phóng sanh, in kinh, cúng dường trai tăng. Hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng tùy hỷ công đức gia đình và nguyện cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cụ Nguyễn Thị Hường, pháp danh Liên Tịnh, cao đăng Tây Phương Cực Lạc Quốc, phẩm vị cao. Còn lại một số các cụ ở trên này, tuy rằng ở bên ngoài, không có ở trong chùa và không có ở tại viện chuyên tu, nhưng mà khi vào phòng hộ niệm thì chúng tôi cũng như các thầy xem giống như là người thân của mình, lo lắng kỹ càng chu đáo. Và nếu mà họ không có tiền thì chúng tôi vẫn lo cái đám đó rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Tuy nhiên nếu mà gia đình có điều kiện để cúng dường trai tăng thì chúng tôi làm cái lễ cúng dường trai tăng, còn không thì lúc lâm chung ra đi đưa lên lò hỏa táng cũng như hộ niệm giống y chang nhau hết, không phân biệt. Bởi vì hành giả mà niệm Phật để tiễn đưa người vãng sanh, mục tiêu của hành giả mà ban trợ niệm để mà niệm Phật đưa người vãng sanh
là muốn cho con người này về Tây Phương thành Phật. Thì khi mà có ý niệm này khởi lên thì không có phân biệt giàu nghèo. Giàu cho người này nghiệp cực ác sắp đọa địa ngục, nhưng mà họ thành tâm niệm Phật, mình vẫn tiễn đưa họ vô phòng hộ niệm. Chứ không phải là bình thường họ không niệm Phật, họ không có tu mà lúc chuẩn bị trợ niệm mình không đưa họ vào, không được. Vì pháp môn niệm Phật cứu những người mà sắp đọa tì địa ngục luôn mà. Kẻ ngũ nghịch thập ác vẫn cứu được. Và có một số những người mà họ mất. Vừa rồi có một cô đó, cô mất ở Đức Trọng rồi mà cô tha thiết, cô muốn đem lên trên này, chúng tôi vẫn nhận. Một số ban trợ niệm nói rằng là họ mất ở nhà, hoặc họ mất 3-4 tiếng, 5-7 tiếng rồi mình mang vô hộ niệm không vãng sanh, hộ niệm vô ích. Chúng ta không quan điểm giống như những người trong ban trợ niệm mà chúng tôi vừa nói. Cái quan điểm của chúng tôi là họ nằm trong phòng trợ niệm, nghe được một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cái chủng tử này gieo vào trong ai là gia thức của họ. Tuy rằng họ chưa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, nhưng mà đời sau họ làm người, hoặc giả họ tạo nghiệp xấu ác đọa xuống địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà cái chủng tử vô lậu niệm Phật này không mất. Họ trả hết nghiệp rồi, họ quay lại cái chủng tử này, họ sẽ gặp pháp môn niệm Phật, họ tu để vãng sanh. Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái điều này lắng nghe kỹ này. Trợ niệm cho người đó lúc lâm chung, tuy rằng người đó chưa vãng sanh Tây Phương, bình thời họ không có niệm Phật, nhưng mà lúc lâm chung họ nghe được câu Phật hiệu thì người này không đọa ba đường ác. Nếu mà người này mà lúc lâm chung mà họ đến được phòng trợ niệm, có được thiền hữu chi thức để mà trợ niệm, thì ba đường ác người này không có vào. Nếu mà ba đường ác người này sắp đọa lạc thì chướng duyên để họ đến cái phòng trợ niệm hoặc họ gặp người trợ niệm rất khó khăn. Nên nhớ chỗ này, nhớ kỹ chỗ này. Họ sắp đọa lạc rồi, nghiệp báo vây bủa, oan gia trái chủ cản đường, không cho họ đến gặp thiền hữu chi thức và ban trợ niệm. Cho nên những người được mất trong phòng trợ niệm là phước báu thiện căn người này nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng, mà trong đời nào gieo trồng và gia đình của họ gieo trồng, họ mới có thể vô phòng trợ niệm được lúc lâm chung. Chúng tôi thực sự dám chắc quý vị là như vậy. Tuy rằng có một số những vị tu sĩ và một số Phật tử họ không tu pháp môn niệm Phật, thì quý vị thấy họ có đến phòng trợ niệm được không? Không. Bản thân họ cũng không thích, mà gia đình họ khuyến khích họ cũng không đến. Bởi vì bình thời họ không có cái nhân duyên với pháp môn tịnh độ, không tin pháp môn niệm Phật vãng sanh, họ đâu được vô phòng trợ niệm. Và lúc lâm chung tại nhà và tại chùa đó cũng không có tiếng một tiếng niệm Phật cho họ, bởi vì họ không có gieo cái nhân để niệm Phật. Thì lúc lâm chung họ cũng không được người trợ niệm và họ cũng không niệm Phật được, thì cái chuyện vãng sanh là không bao giờ có. Bởi vì họ không có thiện căn phước đức nhân duyên tin pháp môn niệm Phật để một đời này liễu sanh thoát tử, thì làm gì có niệm Phật đến với họ và ban trợ niệm đến với họ để trợ niệm, đúng không? Rõ ràng, nhân quả rõ ràng. Cho nên các cụ ở đây yên tâm, giàu ở nhà trọ hay là bất cứ ở đâu, giống như là ông cụ Đỗ Ngọc Quyến, pháp danh Trí Giác, mất tại phòng hộ niệm. Hôm qua chúng tôi lên gặp con của cụ, sáng hôm nay quý thầy mới nhập liệm. Thì chúng tôi nói chuyện với gia đình xong, và gia đình phát tâm tuần sau cúng dường trai tăng, thì chúng tôi có vô thăm ông cụ. Ông cụ mất lúc 2 giờ khuya, mà khoảng 8-9 giờ chúng tôi vô, mắt nhắm lại, miệng bắt đầu khép khép lại, nhìn ông hoan hỉ vô cùng. Từ Hà Nội mà đưa xe cấp cứu, cứu thương đi thẳng từ Hà Nội vào trong này, ngay lúc dịch bệnh mà quý Phật tử như cô Ánh có vẫn đăng ký cho ông cụ tạm trú để mà có giấy báo tử. Người con có hiếu thảo vô cùng, cả gia đình hoan hỷ, và cũng muốn làm một cái video clip để gửi về cho gia đình biết là người mất trong phòng hộ niệm tại chùa Quan Thế Âm này làm như thế nào. Cô có cảm tạ, sáng nay có làm cái video clip. Chúng tôi nói một chút xíu về ông cụ này. Lúc dịch bệnh, con của cụ là người con gái, thực sự là hiếu thảo muốn đưa cụ vào. Chúng tôi nói lúc dịch bệnh này rất là khó khăn. Cụ năn nỉ, cụ quyết tâm, đúng thiệt. Khi mà mình suy nghĩ một việc gì đó, mình suy nghĩ, mình quyết tâm rồi sẽ được, không bỏ cuộc.
Thì cuối cùng thầy thiện thưa chúng tôi hai lần, chúng tôi kêu thôi nói cô Ánh đăng ký tạm trú giùm. Vừa đăng ký được xong cái là đưa ông cụ thẳng vô trong này, như chưa tới một tuần hay sao, ông cụ ra đi rất hoan hỷ. Có những người họ ra đi mắt họ không nhắm, những cái điều gì họ mong để mà sắp xếp giải quyết cũng không chưa giải quyết được. Rồi một số những cái việc mà làm cho họ bất an, cho nên ra cái người mà chết không nhắm mắt là những người này nghiệp nặng. Ông cụ ra đi, chúng tôi tới khai thị mà nhìn gương mặt hoan hỷ, các căn vui vẻ, mắt ông nhắm lại. Quý vị thấy cái công đức niệm Phật của đại chúng mà cái ban trợ niệm mình thực sự hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng chư tăng tán thán vô cùng các vị là coi như là người con của Đức Phật cái Di Đà. Đêm khuya chúng tôi nhiều lúc bật cái phát trực tiếp ra thấy các cụ vẫn trợ niệm 1-2 giờ khuya. Cả 100 người trong ban trợ niệm luân phiên liên tục không gián đoạn 24/24. Trên cái pháp hội của mình là tiếng niệm Phật 24/24 không dứt. Chỉ có phòng hộ niệm mới làm được chuyện này. Nếu mà đại chúng mà tu theo thời khóa thì không có cách nào mà tu 24/24 nổi, quý vị thấy không? Nếu bây giờ mà kêu đại chúng ra chánh điện mà để mà thay ca, thay phiên nhau để niệm 24/24 làm nổi không? Không. Vậy mà có người đang nằm đó để trợ niệm thì người ta lại làm được. Cái điều gì gọi là giúp ích cho cái ban trợ niệm này mà họ làm không biết mệt mỏi 24/24? Thứ nhất là có Phật lực gia trì, bởi vì họ muốn đưa người này vãng sanh thì Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và hàng thánh chúng ở bên Tây Phương Cực Lạc biết những người này là đang làm cái việc để tiễn đưa người về Tây Phương Cực Lạc, cho nên có Phật lực gia trì, họ mạnh khỏe, họ an vui. Đáng lẽ 1-2 giờ khuya họ phải ngủ đúng không? Hôm nay họ thức dậy mà trời bữa nay bắt đầu lạnh mà thế mà họ không bỏ cuộc, họ quyết tâm. Trên cái phòng hộ niệm này thực sự chúng tôi trong tâm nguyện cũng 5-7 năm nay là về sau phải làm một cái phòng hộ niệm đầy đủ tiện nghi trong đó, và tiện nghi hơn người sống ở. Người còn sống thì họ mạnh khỏe, họ có thể ở như thế nào cũng được, nhưng mà người lúc lâm chung phải lo lắng cho họ kỹ càng. Thường chúng tôi hay nói vui vui đó là giống như khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi cho họ. Họ vô phòng hộ niệm là họ thấy an vui ngay. Thưa quý vị, khi một người thân của mình ra đi, họ cần cái gì và họ không cần cái gì? Khi họ còn sống thì đôi khi họ cần tiền, cần cơm áo, gạo tiền, cuộc sống, nhà cửa, phải không ạ? Họ ra đi rồi họ cần những cái điều này, không mang đi theo tiền bạc được không? Không. Quần áo của cải vật chất mang không được, họ cần cái gì? Họ cần cái công đức niệm Phật, cái công đức phóng sanh, công đức ân kinh, công đức cúng dường trai tăng. Họ cần những công đức này. Cái thân chung ấm của người mất họ cần cái công đức này. Thì gia đình phải lên làm những công đức này. Và nhất là trong cái lúc họ ra đi 49 ngày, cả gia đình phát tâm ăn chay trường và niệm Phật thường xuyên, thì Tổ sư Ấn Quang nói đây là cái cách siêu độ hay nhất. Còn nếu mà mình đến mình cúng dường trai tăng nhưng mà cái chuyện ăn chay trường mình vẫn chưa ăn được, để mình cúng dường cái buổi ăn mặn của mình đừng có sát hại sinh linh nữa để hồi hướng cho cha mẹ của mình mà làm không được, thì mình bỏ tiền rất nhiều để mình cúng dường thì cũng có cái phước báu đó. Nhưng mà cái công đức mà niệm Phật ăn chay để hồi hướng á, công đức siêu độ này rất tuyệt. Cho nên cần phải làm những công đức. Tự lực của mình là phải làm cho bằng được, đó là phải ăn chay trường trong 49 ngày, hoặc là ăn trong thời gian 1 năm, 100 ngày, vân vân. Thêm đó nữa là có một cô Phật tử, cô này Lê Thị Thanh Định, pháp danh Liên Tịnh, cô này ở Cầu Đất, mới hôm qua mùng 1 Tết Tây, cô có gọi điện cho chúng tôi. Cô nói mẹ con có duyên với thầy. Cái lúc mà mẹ con bệnh thì những lúc mà thầy gọi xuống là lúc mẹ con đang nguy kịch, đang bị bệnh, là con phát tâm phóng sanh. Con chưa kịp kêu là thầy gọi hỏi mẹ con khỏe không, là 2-3 lần là gặp cái lúc cụ bệnh, hoặc là những cái lúc mà cụ gặp chướng ngại. Có những lúc cụ bệnh mà coi như toàn thân lở loét hết, đau đớn, làm lễ phóng sanh xong cái im qua. Thì cái lúc mà cụ chuẩn bị lâm chung, cụ ở Sài Gòn thì người con gái là cô Liên Tịnh, là cô
thanh định này đó, cô có cái nguyện, có nguyện chư Phật gia hộ cho mẹ con lúc lâm chung con cháu đầy đủ, và con cháu đồng lòng để trợ niệm cho cụ, không một ai chống trái. Khi cổ nguyện như vậy xong rồi thì cái lúc cụ yếu gần ra đi thì cả gia đình về gần như là đủ hết. Mà cái lúc ba cổ ra đi lúc trước thì cổ chưa biết cái cách trợ niệm. Khi mà cổ coi những cái đĩa của pháp hội mình, bắt đầu cổ quyết tâm cổ trợ niệm. Và cả gia đình đồng lòng y như cái nguyện của cổ, không ai chống trái, để 24 tiếng đồng hồ hộ niệm cho mẹ cổ. Mà cái lúc mà niệm á, thì đỡ cụ lên để mặc đồ thì mềm mại, mà có những cái đầu như người còn sống quặt qua quặt lại quẹo tới, cô nói mềm mại mà hoan hỷ vô cùng, cả gia đình phát khởi tín tâm. Rồi cổ mới phát tâm để cúng dường phóng sanh, để cúng dường cái trai tăng trong ngày hôm nay, phụ chung với lại gia đình của cô Hường. Thì nếu mà những người mà khi mất tại nhà mà gia đình đó biết trợ niệm á, thì gia đình này là quyến thuộc để mà trợ duyên cho hương linh này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà gia đình người này mà khóc lóc buồn bã, không biết niệm Phật, tắm lửa thay quần áo sớm, mới có 1-2 tiếng là lo nhập liệm rồi, thì tổ sư Ấn Quang nói là đây là oan gia nhiều đời. Cái hiếu này là cái hiếu, cái tình thương này là cái tình thương của thế gian, hại người đọa lạc. Kinh khủng. Quý vị thấy cái chuyện này quan trọng. Nhưng mà phải nguyện Phật lực gia trì, như ông cô thanh định này là cả gia đình không chống trái nha. Cái lúc mà mình mất là cái ai là gia thức nó chưa ra khỏi thân. Nhớ là hơi thở, hơi ấm và thần thức. Ba cái này là một. Hơi thở vừa tắt thở nhưng mà hơi ấm vẫn còn, thì thần thức là ai là gia thức vẫn còn ở trong thân, chưa ra khỏi thân, cho nên thành ra đụng chạm vẫn còn đau nhất. Ấn Tổ nói ít nhất là phải đến 5 tiếng, 5 tiếng là ít, phải 8 tiếng, 12 tiếng, đôi khi 24 tiếng. Ngài Lý Bình Nam để bao nhiêu? 49 ngày mới mang đi thiêu. Như vậy khi mà thần thức họ chưa ra khỏi thân thì họ vẫn gì? Buồn, vui. Khi gia đình coi như là buồn thì họ cũng buồn theo, khi gia đình khóc họ cũng khóc theo, tâm họ cũng không làm chủ được, thì lúc đó là họ đã đọa lạc là có phần. Cho nên cực kỳ quan trọng lúc lâm chung để ít nhất phải là 8 tiếng đến 24. Như ông cụ Đỗ Ngọc Quyến, ông cụ mất 2 giờ khuya, chúng tôi để đến 7 giờ sáng hôm nay mới liệm. Không hôi thối, không hôi thối. Nhớ lúc trước bà chị chúng tôi, chị Cúc chắc còn đang ở ngoài đó, mới qua bên này. Lúc ông cụ là cụ Thiện Chánh, thân phụ Giác Nhàn mất, để chưa tới 24 tiếng đồng hồ, bà chị bà chưa có biết trợ niệm, bà kêu để bên ngoài nhìn sao ghê quá, lo liệm sớm đi. Nếu mà mình không biết về cái phương pháp trợ niệm để 24 tiếng đồng hồ và để phòng hộ niệm thì cũng không hối thúi, không trở ngại gì. Mình nghe người khác nói cái mình làm theo đúng không? Nguy hiểm vô cùng. Cô định này có nắm chắc được cái phần gọi là trợ niệm 24 tiếng không hối thúi, mềm mại hoan hỷ, cô làm liền, cô để liền, cô nói gia đình nghe theo liền. Cần biết những điều này không? Rất cần biết những điều này, rất cần những cái vốn liếng trợ niệm này. Cực kỳ con mà sao mà gia đình coi như là thay phiên nhau mà niệm 24 tiếng đồng hồ không ngưng, không ngưng. Khuya cũng không có bỏ câu Phật hiệu. Người con này thật sự có hiếu. Đến hôm nay chúng ta lại nhớ đến thân phụ của thầy Nhuận Phổ, cho nên thành ra chút xíu nữa khi mà phục nguyện chúng tôi sẽ đọc tên cho ông cụ. Khi mà thầy về dưới đó thì có thêm một số quý thầy, thầy nguyện đồ cũng trong ban trợ niệm về để lo cho ông cụ. Quyết tâm không biết ông cụ khi nào đi, mấy tháng là mấy tháng. Thế một thời gian sau ông cụ ra đi, hoan hỷ vô cùng. Bố thầy Nhuận Phổ, thầy về tại nhà để trợ niệm. Nhiều lần chúng tôi muốn khuyên ông, và trực tiếp chúng tôi khuyên ông lên trên này, nhưng mà anh em chưa đồng thuận. Mà chính là cái biểu pháp của ông cụ để lúc lâm chung cho anh em thấy. Mà đúng khi ông cụ ra đi, các căn vui vẻ hoan hỷ, thân tướng mềm mại, cả gia đình hoan hỷ, bà chị
thì có thầy Phổ gọi lên cảm ơn mà gia đình thay đổi. Thường là một số những gia đình khi mất là họ đãi mặn đúng không? Riêng gia đình thầy Phổ là đãi chay hoàn toàn luôn. Thế mà những người họ không biết đạo gì hết trơn, họ đến đó mà họ ăn chay, họ hoan hỷ, thay đổi. Một số người trong gia đình không biết đạo gì hết, nhờ ông cụ ra đi biểu pháp mà thay đổi. Nói xin một số quý thầy và một số quý Phật tử tuy rằng ăn chay nhưng mà về để mà lo đám cho gia đình, cúng thì cũng chay nhưng mà đãi vẫn đãi mặn. Chỗ này cũng nguy hiểm vô cùng. Khi mà đãi mặn đó, tuy rằng mình không giết trực tiếp, mình mua mình đem về, nhưng mà hương linh này vẫn gánh chịu cái quả báo đó, không chuyển được gia đình. Đó là cái việc mà hôm nay có một số những vị hương linh ra đi mà làm cho chúng tôi có ấn tượng và có cái cảm xúc. Mà vừa rồi đây có một cô ở bên Pháp, thì cô này Đỗ Thị Ngọc Lan pháp danh Hạnh Hải, có người cha là Đỗ Xuân Ngọ pháp danh Tệ Phúc 80 tuổi, người mẹ là Bùi Thị Tính pháp danh Diệu Tính 78 tuổi. Thì ông cụ đang bị nằm liệt trên giường. Lúc trước ông làm cái nghề gì quý vị biết không? Bán nhà hàng mặn. 20 năm bán nhà hàng mặn. Thì khi mà bán đồ ăn mặn như vậy đó, thì những người họ giết, họ mang đến, họ bán cho mình, nghiệp quả vẫn phải gánh mang. Khi ông vừa biết cái việc này không tốt, ông nghĩ phát tâm ăn chay trường luôn. Một thời gian sau ông bị tai biến, nằm một chỗ. Nhiều lúc ông muốn chết, tức là nằm thấy nó buồn, nó khổ quá. Người sống phải đi tới đi lui, chứ nằm mấy năm trời ai mà chịu cho nổi. Mà bên Pháp thì họ đủ điều kiện, cho nên thành ra họ đảo liên tục giường đồ, họ quay tới quay lui, cho nên không có nằm cái lưng nó bị nóng hoặc bị lỡ, nó bị thúi gì đó. Cho nên thành ra ông cũng không có bị lỡ lét gì cả. Và khi mà bà nghe được cái việc mà mình đang in kinh Phổ Môn và Phật Tử Sinh đó, thì hai ông bà có tiền lúc trước đó, gửi 80 triệu qua in kinh tiếp, chúng tôi in kinh Phổ Môn, nhiều người người ta xin. Thì khi mà gia đình phát tâm cúng dường in kinh, và hôm nay cũng có gửi tịnh tài cúng dường trai tăng. Cái cảnh giới này thực sự mà nói, khi mà thân thể của mình đầy đủ tiện nghi vật chất mà không có cái pháp để mình tu, tinh thần này vẫn bức bách, vẫn đau khổ. Quý vị để ý lại, có một số người họ giàu có nhưng mà họ rất đau khổ, tinh thần họ mang vui. Cho nên hình ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy rằng là sự an lạc hạnh phúc tối hậu của đời người, đó là tinh thần tĩnh lặng và an vui. Chứ không phải là sự hạnh phúc tối cao của đời người, đó là đầy đủ của cả vật chất, không phải. Cái đó là phụ bên ngoài, không quan trọng. Thì hôm nay một số những người này, chúng tôi nói trước khi buổi giảng tán sáng công đức một chút xíu. Giờ đây chúng tôi muốn nói đến một cái câu chuyện trong văn sao. Cái câu chuyện này thực sự chúng tôi ấn tượng cái câu chuyện này. Ông này ông làm cũng quán mặn. Chút xíu Nhuận Minh đọc đầy đủ cái câu chuyện này để quý vị nghe. Ông bán quán mặn. Thì thường chúng sanh mình khi mà sát sanh hoặc là mua thịt về để mình nấu quán mặn, hoặc nấu cho gia đình mình ăn, hoặc bản thân mình ăn, thì cái phước báu của mình còn, cho nên nó che chở, mình cũng không thấy cái quả báo nó tới liền, đúng không? Thực sự nó âm thầm nó ở trong đó, cái quả báo nó đang ở trong đó, nó chi phối mà mình không có biết, mình thấy bình thường, đúng không? Hoặc giả khi cái bệnh hoạn nó đến với mình cũng thấy ô chuyện này do xui, chứ không phải do mình sát sanh, đúng không? Đó, do vô minh che đậy, cho nên mình không có hiểu ra cái nhân quả này. Riêng cái ông này nhân quả nhãn tiền, ông làm quán mặn. Thì khi mà tối ông ngủ, ông thấy bao nhiêu cái loại súc sanh nó tới nó đòi mạng ông. Ông thức kinh hùng vía, ông sợ quá, vì đông quá không có thể nào chống trái lại được hết. Nên nói là do ông bán cái quán mặn mà bao nhiêu người giết tôi để mà mang đến bán thịt cho ông, để mà ông đi bán cho mọi người. Ông lấy cái mạng sống của tôi để mà anh sinh sống, ông sống trên sinh mạng của chúng tôi, bây giờ tôi tới tôi đòi mạng ông. Ông nghe quản hồn kinh, sợ quá rồi. Vì nghe cái câu chuyện này, chúng tôi nói tóm tắt lại. Thì ông kêu bây giờ các vị đông quá, một mình tôi thì tôi trả không hết cho các vị, vị nào cũng đòi hết, thì bây giờ tôi có cái phương án, phương cách này đi. Thôi giờ tôi sẽ lấy bao nhiêu cái tiền tôi bán quán đó được, tôi sẽ cúng dường trai tăng hồi hướng cho các vị.
Nếu mà các vị đến đòi mạng giết tôi thì cũng đâu có phước báu gì tôi làm cho các vị được đâu. Thì 2/3 nó đồng ý, mà 1/3 nó nói ông nói mà ông không làm sao. Cái câu chuyện này chúng tôi ấn tượng trong văn sao. Ông kêu nếu mà không tôi không làm là bạn tôi đây còn đến đòi. Thì cuối cùng cái 2/3 nó thuyết phục 1/3 những loại xuất sanh đó đó, họ nghe họ thấy có lý, cuối cùng họ chấp nhận. Thì ông mới lấy cái tiền mà ông làm có đó, ông cúng dường trai tăng rất lớn, mời quý thầy tới tại cái quán của ông để cúng dường trai tăng. Ông hồi hướng cho tất cả các vị xuất sanh mà do ông mà người mà nó bị chết đó, thì ông hồi hướng cho nó và ông chuyển cái quán mặn thành quán chay. Ông này cao kiến, mà khi ông chuyển quán mặn thành quán chay rồi thì ông bán rất đắt, thì nó không đến đòi mạng, tức là nó được siêu thoát. Như vậy hôm nay mình đã lỡ sát hại sinh linh, mình ăn mặn rồi mình giết chúng sanh vô lượng đời kiếp đến bây giờ, thì cái công đức gì để mà mình tiêu cái nghiệp của quá khứ của mình? Công đức ăn kinh, công đức phóng sanh, công đức cúng dường trai tăng, công đức in kinh tượng Phật. Những công đức này nó tiêu đi những cái nghiệp xấu ác và siêu độ những vong linh, những hương linh, những chúng sinh mà vì mình mà họ chết. Nếu bây giờ như đại chúng ở trong này mình không có tiền, phải không? Mình bỏ cái nội tài là cái công sức của mình ra để làm công quả lo cho đại chúng. Bây giờ cái câu chuyện này thì mình đọc cho quý vị nghe ha. Và ở trong cái câu chuyện này thêm một cái lá thư, đó là Tổ Ấn Quang giải đáp những cái thắc mắc cho những người mà nói rằng Phật có hay không. Bởi vì Phật ở trên bàn thờ đó là Phật cốt, Phật xi măng. Phật Thích Ca thành Phật đi ở chỗ nào rồi, đi ở mô rồi, chứ không có là ở gần mình đâu. Họ thắc mắc Phật có hay không, mà Ngài lý giải có Phật hay không rất hay trong cái lá thư này. Để chúng ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ Sư Ấn Quang trả lời lá thư số 359, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố trích trong văn sao Tam Biên quyển 2. Nghề nghiệp của Hoa Tôn hơi khó tu trì, nhưng hễ có lòng thành sẽ tự có cảm ứng. Nay tôi dùng một chuyện để làm chứng. Nơi đường lớn phía trong cửa phụ thành Bắc Kinh có một quán bán thức ăn mặn lớn tên là Cửu Như Xuân, buôn bán rất phát đạt. Một đêm viên quản lý mơ thấy vô số người đến đòi mạng. Tâm biết là những con vật bị giết, bèn nói với họ: tôi chỉ có một thân, đền mạng cho các vị đông như vậy thì đền cho tới chừng nào mới xong. Từ nay tôi chẳng theo nghề buôn bán này nữa, sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh, niệm Phật siêu độ cho các vị được chăng? Đa số trả lời được, chỉ có một số ít không bằng lòng nói: ngươi vì mấy đồng hoặc vì mấy cắt bạc mà giết bọn ta khổ sở lắm, nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá. Nhóm đa số khuyên nhóm thiểu số: nếu hắn chịu làm như vậy, tốt đẹp cho cả đôi bên, nhận lời hắn đi. Nhóm thiểu số nói: hắn có thật sự làm được thì mới tốt. Viên quản lý nói: nhất định thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi. Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Nhằm đúng lúc ấy là canh năm phải giết loài vật, Phổ Kỳ thức dậy sắp giết gà vịt vân vân, đều chạy tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để thưa chuyện. Viên quản lý nói: hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhốt lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi. Ngày hôm sau mời các cổ đông đến thuật lại giấc mộng hồi đêm, từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói: ông đã không muốn sát sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng trở ngại gì, biến thành quán ăn chay. Bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Cửu Như Xuân. Do vậy người ăn chay rất đông,
càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lợi người, lợi vật, chí thành niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để cầu gia bì, thì người góp vốn và người quản lý đều bỏ được chuyện giết heo. Bởi cửa tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô là chuyện chánh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Ông nói ngồi niệm trên giường sợ mắc tội khinh nhờn là vì chẳng biết khi ngủ cũng niệm được, nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng. Mẹ ông thương yêu ông, nói ăn chay thân thể gầy yếu, cụ chẳng biết ăn thịt có chất độc, chẳng hợp phép dinh dưỡng, lại còn phải nợ mạng. Hãy nên uyển chuyển khuyên mẹ ông ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Cũng nên bảo vợ con ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn, thì nói chung phải chú trọng kiêng sát sanh trong nhà. Dẫu mua thứ đã làm sẵn cũng không nên ăn nhiều. Ăn nhiều phải trả nhiều, ăn ít trả ít, không ăn không phải trả. Nếu ông có thể khiến cho người góp vốn và viên quản lý trong tiệm cảm động, thì sau này những người tiếp tục đề xướng sẽ nhiều. Công đức ấy do ông khởi đầu, lợi ích lớn lắm. Nên thường đọc văn sao hoặc gia ngôn lục. Sách này trích lục những điều thiết yếu từ văn sao, trình bày theo lối chia môn, phân loại, để người mới học dễ xem đọc. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Nguyện. Tông là chủ, có chủ tức chủ kiến, thì sẽ chẳng bị những thứ khác xoay chuyển. Niệm Phật có tín nguyện, quyết định sẽ được vãng sanh Tây Phương khi lâm chung. Không có tín nguyện thì chỉ được phước báo trời người mà thôi. Có tín không có nguyện thì chẳng gọi là chân tín. Có nguyện mà không có tín thì chẳng gọi là chân nguyện. Hai pháp tín nguyện như hai bánh của cái xe, như hai cánh của con chim, thiếu một chẳng thể được. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 130, thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi. Chuyện Phật rốt ráo là có hay không, hãy tạm gác lại. Các hạ cứ muốn cật vấn Phật là có hay không, xin hỏi bản thân các hạ rốt ráo là có hay không? Nếu bảo là không, thì những lời lẽ dông dài đây do ai thuật nói? Nếu bảo là có, thì xin hãy chỉ ra người thuật nói là ai? Ngôn ngữ là do họng, lưỡi và thức tâm kết hợp mà có văn tự, cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện ra. Hai thứ này đều chẳng ra ngoài ngũ uẩn, sắc thọ, tưởng, hành thức, đều chẳng phải là bản thân các hạ. Nếu lìa ngoài năm pháp này mà chỉ ra được, thì tôi sẽ chấp nhận câu hỏi Phật rốt ráo là có hay không của các hạ là câu hỏi đại trí tuệ. Nếu không chỉ ra được chính mình rốt ráo là có hay không, cứ muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì chính là câu hỏi cuồng vọng không đáng nói, chứ không phải là câu hỏi tột cùng lý thiết thực cho chính mình vậy. Phật rốt ráo là có, do phàm tình của ông chưa gột sạch nên trọn chẳng thể thấy được. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa rỗng không nên cũng chẳng thể lìa sắc thọ tưởng hành thức mà hồng chỉ đích xác cho được. Muốn biết Phật là giả hay thật thì sao không khởi tính đoạn nghi đối với những lý lẽ đã luận, đối với những sự việc đã chép trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ? Có nên cho những ngôn luận sự tích ấy đều là bịa đặt đồn thổi, chẳng đáng lọt vào mắt ư? Nếu thấy như vậy thì linh hồn quyết định chẳng đọa vào năm đường kia, chỉ đọa trong A Tỳ địa ngục. Đến tột cùng đời vị lai sẽ hưởng mãi vạt xôi lò than, rừng gươm núi đao do tâm biến hiện ra, coi những cảnh đó giống như cảnh vui, đủ mọi thứ thọ dụng vậy, không gì sánh ví được. Cứ muốn biết Phật là giả hay thật, cho những gì Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ đã nói đều chẳng phải thật. Chỉ có điều gì mình đích thân thấy được, chứng được mới là thật. Thì nay tôi đem một sự hỏi ông,
ông phải thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ trả lời qua loa. Ông Vương Thiết Sen ở Bắc Thông Châu, vào triều Thanh trước kia từng làm phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ, lúc ông Vương coi việc binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiểu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều. 4 năm trước, ông mắc bệnh rất nặng, vừa chợp mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách. Ông bèn hoảng kinh thức dậy, một lúc sau chợp mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp. Nhân đó vợ ông ta khuyên dụ, ông như vậy làm sao khá được, ông nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ khỏe ngay. Thiết Sang vừa nghe lời ấy bèn cố sức niệm, được một chốc bèn thiếp đi, ngủ được đầy giấc, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, bệnh cũng dần dần được lành. Do đó ông ta ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Thiết Sang và Trần Tích Châu có lên núi Phổ Đà, đích thân kể chuyện này với quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, có cần phải biết Phật là thật hay giả trước đã rồi mới chịu niệm, hay là vừa nghe bèn niệm liền? Nếu lúc ấy chẳng rảnh để xét xem Phật là giả hay thật rồi mới niệm, thì nay sao lại xét ngôn luận sự tích của tiền nhân dạy người là giả hay thật, nhất loạt coi đó là vọng, chỉ cầu lấy điều không chánh yếu, vinh vào cái tâm cảnh lờ mờ mê man này, để rồi phải khóc lóc ư? Phú quý còn có thể coi như chiếc giày rách, sao chẳng thể coi chấp trước này cũng giống như chiếc giày rách, bỏ cho hết sạch đi? Ông tưởng thứ tri kiến ấy là cửa ngõ để nhập đạo ư? Không biết nó chính là đường để đọa vào A Tỳ địa ngục vậy. Dùng mộng ví với Phật, vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả, ví niệm Phật là nhân, vãng sanh thấy Phật là quả. Hả có nên lấy 6 thí dụ trong Kinh Kim Cang để làm chứng? Phàm ngôn ngữ văn tự thế gian, tuy mỗi chữ là một sự, nhưng chẳng ngại gì cùng nêu lên cái cao quý lẫn cái hèn kém, cùng chỉ cả sự tốt lẫn điều xấu, như một chữ tử dùng để chỉ riêng mình Phu Tử, tức Khổng Tử cũng được, mà dùng để chỉ một kẻ bình thường cũng được, mà dùng để chỉ con cái cũng được. Cần phải dựa vào văn cảnh để hiểu nghĩa, trọn chẳng thể giải thích Phu Tử cũng có nghĩa là con cái. Cõi Phật là mộng cảnh, đợi khi nào các hạ thành Phật hãy nói. Bây giờ mà nói như vậy thì chỉ tổn hại chứ không ích lợi gì. Sự lý tánh tướng có không nhân quả hỗn độn chẳng phân, chỉ nên học theo ngu phu ngu phụ cấm cuối niệm Phật, chỉ cung chỉ kính, chỉ nên thành khẩn lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí ràng, chướng tận phước cao, cái tâm nghi ấy triệt để rớt mất, thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật căn cứ đích xác nơi bừa kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bàn bạc, thì cũng giống như xem Kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ, chẳng sanh tính tâm là do nghiệp chướng trong tâm, nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố nhiên mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng quang minh, hãy nên dốc cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chăng sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tam hoặc
chẳng đoạn sạch, nhị tử không vĩnh viễn mất, thì sẽ không thể nào đạt được. Nếu luận về nơi chốn thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu. Cũng như những lời cật vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện, do trái nghịch giác xuôi theo trần lao nên chẳng thể chân thật thọ dụng. Ví như cái đầu của chàng Diễn Nhã châu nơi vạt áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao. Tuy chẳng lìa tưởng tâm, nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, trọn chẳng có chuyện Phật thánh nghênh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện, tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung tướng cõi Phật sẽ hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thể được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc Đại Giác Thế Tôn đã viên chứng, duy tâm nói ra thì mới không mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói sẽ đọa vào đoạn diệt tri kiến thì sẽ là tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không thận trọng. Nếu mọi điều đều nói cặn kẽ sẽ quá tốn bút mực, biết một điều sẽ suy được ba điều kia, chẳng còn sót nghĩa nào. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thầy Minh đọc những lời khai thị của Ấn Tổ trong văn sao, nhiều lúc ở đây ngồi nghĩ rằng một người bình thường phàm phu không thể nào viết như vậy được. Ngài viết 5.000 chữ trong một lá thư cho Hòa Thượng Quảng Huệ. Mà cái chữ tàu không phải giống như cái chữ Việt mình viết cung kính là C-U-N-G, cái K-I-N-H cung kính, viết chạy dễ dính liền không? Cái chữ tàu vạch từng vạch vậy nè, không vạch vậy nè, viết rất kỳ công, mất thời gian hơn chữ của Việt Nam mình lắm. Ví dụ như là cái chữ nhàn đi, thì cái bộ môn á, bộ môn là cái cửa, họ gạch xuống gạch, họ gạch qua gạch lại, gạch là bộ môn với thêm chữ nguyệt nó thành chữ nhàn, gọi là nguyệt lai môn hạ nhàn. Nghĩa là người mà muốn an nhàn ngồi ngắm trăng uống trà, thấy trăng vào cửa gọi là nhàn. Tên thì nhàn như vậy mà cực quá. Thì chấp nhận ở cõi này chịu khổ chịu cực một đời ngắn ngủi, để lúc lâm chung vãng sanh mình biết nó như vậy cho mình cũng hoan hỷ thôi. Thấy không, gạch thành đóng gạch, khó vô cùng cái chữ tàu chứ không phải là đơn giản đâu. Vậy mà viết 5.000 chữ, biết bao nhiêu nét không? Mà bút pháp của Ngài là nó là tuyệt. Đến bây giờ người ta còn treo những cái bút pháp của Ngài, ví dụ như là những cái câu đối mà Ngài nói rằng là cửu giới chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác, mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ khó độ khắp hồng mê, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Những cái câu bút pháp của Ngài bây giờ bên Trung Quốc họ còn lưu truyền, chính cái bút pháp mà của Ngài viết ra quý, cực kỳ quý. Bây giờ chuyển qua chữ Việt Nam, mình ngồi mình nghe mình thấy bình thường vậy phải không? Mà chúng tôi ngồi chiêm nghiệm lại, đúng là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật. Có hai vị cổ Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát Quan Tham và Bồ Tát Đại Thế Chí trong văn sao. Hôm nay hôm bữa thầy tánh thầy đọc thì thấy Ngài nói là Bồ Tát Đại Thế Chí cũng là cổ Phật. Thầy tánh ông đưa cho đây coi, viết tam biên tục biên tăng quảng chánh biên mà nhìn nó dày như vậy, kinh khủng. Cái bộ văn sao nó quý giá lắm, thực sự là quý giá. Vừa rồi đó là chúng tôi có tặng trong cái dịp đại hội Phật giáo huyện của mình là 80 vị đại biểu, đó là 80 phần mà trong đó có thi kệ tốt yếu. Anh Đức Ban Tôn Giáo mà ảnh đọc vô anh kêu hay quá là hay. Thi kệ đọc vô là hiểu liền, mà đọc vô nó hút, mình cứ đọc hoài, muốn đọc hoài. Có tặng mấy anh em không? Mà đọc một lần nó chưa thấm, phải đọc nhiều lần. Thấm vào mình thấy những cái lời Ngài tán thán về tịnh độ thù thắng đủ hết trong đó. Trong văn sao là Ngài đúc kết thành những cái vần thơ gọi là thi kệ tốt yếu pháp ngữ lời vàng của Tổ sư Ấn Quang, cực hay. Thực sự mình phải thích thú về Phật Pháp, thích thú về pháp môn tịnh độ thì cái căn lành của mình nó tăng trưởng, bồ đề tâm mình nó kiên cố. Rất cần.
Mấy anh em hôm nay ngồi trong một môi trường, chúng tôi giảng chập đọc văn sao nghe, giảng chập đọc cái văn sao nghe, thấy hoan hỷ phải không? Thấy có pháp hỷ tràn ngập thân tâm mình đúng không? Thực sự mình nói mình ăn uống là nó khỏe, chứ mình đang ăn cái âm thanh này nè, cái tai mình, cái đầu óc mình đang suy nghĩ và cái âm thanh này mình đang tiếp nhận vô đó, thì nó cũng là bổ dưỡng cho thân cả tâm luôn đấy. Pháp hỷ sung mãn thân tâm mà còn lắm. Hôm nay mấy anh em có duyên rồi, chúng tôi gọi rằng là đọc văn sao rồi, bắt đầu là mình lấy những cái lá thư này nè và lấy những lời khai thị này để cho thầy Minh đọc cho quý vị nghe. Thực sự là một cái nhân duyên rất thù thắng. Còn tự thân mình đọc để mình thích thú thì thực sự phải có nhân duyên sâu dày lắm với tịnh độ. Nhiều lúc đọc không vô. Thì trong này Ngài có nói đến cái câu là các hạ đã luân hồi vô lượng đời kiếp. Các hạ biết không? Mình không biết. Thực sự vô lượng đời kiếp đến bây giờ mình làm những loại súc sanh có, xuống địa ngục có, vô ngạ quỷ có. Rồi sanh cõi trời, cõi người Atula. Trong lục đạo nó lòng vòng ở trong đó đó. Hôm qua buổi sáng chúng tôi, ngày mùng 1 Tết, chúng tôi cảm được cái vấn đề mà gọi là hôm nay gặp lại được một cái gia đình trong Phật Pháp, thì mình phải mang không biết bao nhiêu cái thân vô lượng đời kiếp trước đến bây giờ. Nếu mà mang thân thành Phật rồi thì mình chưa mang, đã là thành Phật rồi mà bây giờ để trả lại làm chúng sanh thì không bao giờ có. Vàng đã lọc ra khỏi quặng, đã ra khỏi tạp chất rồi thì vĩnh viễn là vàng để mà dùng thôi, chứ không có thể nào mà lẫn lộn với tạp chất được. Nghĩa là người đã thành Phật rồi thì không bao giờ thành lại chúng sanh được. Mà mình chưa thành Phật mà thì mình biết chắc chắn là vô lượng đời kiếp đến giờ mình làm bao nhiêu loại thân. Câu chuyện tiền thân mà Hòa Thượng Minh Châu mà Ngài dịch 4 cuốn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói ta đã vô lượng đời kiếp đến bây giờ, sanh tử luân hồi, mang không biết bao nhiêu thân, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm bao nhiêu loài thú, làm lợi người, đủ loại thân hết trơn. Mà mỗi lần thân súc sanh thì quý vị biết cái khổ như thế nào. Hôm qua chúng tôi với chú Nhẫn Lành đang cào cái tường. Chú Nhẫn Lành thấy con thằng Lằng nó chạy gần tới đó, ông lùa nó ra. Nó đang chạy mà nó cũng không biết là đường nào nó chạy nữa, mà nhúc nhích một chút là coi chừng chết liền. Người ta dẫm đạp lên là chết liền. Thấy cái thân súc sanh không? Nó không có cơ hội để mà nghe pháp làm thiện. Nó không biết tiếng cha tiếng mẹ là gì. Không biết bao nhiêu loài súc sanh, bao nhiêu đời kiếp nó mới trở thành lại làm người. Cực kỳ khó, đã rớt vô chúng sanh rồi thì thôi cực kỳ khó. Bây giờ mình mang được cái thân làm người mà được biết ăn chay niệm Phật, đang ở trong Tam Bảo, thì rằng Phật tử chưa ở trong chùa, nhưng mà mình hướng về chùa và mình nguyện niệm Phật giáng sanh, thì không biết bao nhiêu là cái duyên lành mình đã cái tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay nó mới có được một cái nhân duyên thù thắng để mang thân làm người mà biết tu như vậy. Thực sự là rất thù thắng chứ không phải là đơn giản đó đâu. Thì hôm nay bây giờ mình trở về lại được làm người và gặp được một trong cái gia đình. Mà gia đình trước khi mình vô đây thì sao? Cũng là một gia đình lộn xộn. Bản thân chúng tôi trước khi đi tu, gia đình lộn xộn, cực kỳ lộn xộn. Không gặp lời thánh hiền, cha nói tới một câu, mẹ nói lại một câu, nói qua nói lại, nói tới nói lui, rồi anh em trong nhà lộn xộn. Chúng tôi nghĩ gia đình chúng tôi làm sao, gia đình quý vị như vậy thôi. Rồi bắt đầu buồn khổ quá, rồi đi tu, rồi từ từ Phật hóa gia đình. Ông bà cụ đi tu, ông cụ đi tu, thầy Hưng đi tu, rồi chị Cúc, cô Mỹ, rồi chị dâu, rồi chị đồ qua bên này, từ từ bắt đầu nó thay đổi gia đình. Đúng là nhờ Phật Pháp, chứ không thôi là thôi, rối tung, không làm gì được. Không biết cái chỗ nào mà cựa quậy hết trơn, không biết lối thoát. Khổ, kinh hồn vía. Mà thoát ra khỏi được gia đình, đến hôm nay gây dựng được một cái gia đình trên chùa Quan Âm và ở dưới viện chuyên tu. Đây là hai cái đại gia đình mà chúng tôi thực sự là muốn ở trong cái gia đình này đến cuối đời. Và đại chúng muốn ở trong gia đình này thì có hai cái điều này mình phải nên tích lũy. Thứ nhất đó là mình phải tích lũy một cái phước báu để nó tương đồng với ở trong một cái cảnh giới, trong một cái gia đình này. Nhiều lúc nói cảnh giới nó cao quá, cảnh giới người, cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh. Cảnh giới người với cảnh giới súc sanh thì mình thấy, còn cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, trời rồi Atula là mình không thấy rồi đúng không? Thì giờ mình đang ở trong cảnh giới người, là mình chúng tôi dùng gia đình là nó như cái cảnh giới mình dễ hiểu hơn. Thì mình đang ở trong một cái gia đình này. Tuy rằng Phật tử bây giờ có nhiều người đã ở phòng trọ hoặc là ở xa đức trọng hoặc ở đâu đó mà họ đang hướng về gia đình của chùa Quan Thế Âm. Họ đang tu cái pháp môn của tổ sư Ấn Quang
hướng dẫn cho họ để vãng sanh. Thì đó là cũng là một đại gia đình. Thì khi mình muốn ở trong một cái gia đình này thì mình phải có một cái tín tâm là tin tưởng cái phước báu. Nếu mình có tịnh tài thì cúng dường tịnh tài, không có tịnh tài thì mình phải cúng dường bằng cái nội tài của mình. Như anh em huynh đệ là không có tiền đúng không? Hôm nay coi như giữ được cái giới luật là giới thứ 10 là mình không giữ tiền đúng không? Chấp hành cái luật này thì bây giờ mình bỏ ra nội tài để mình cúng dường, cũng như thầy Nhuận Minh ông lên ông đọc cái lời văn sao này khắp thế giới, chuẩn bị ra cái đĩa này vài bữa sau là khắp thế giới họ nghe, họ hoan hỷ, thì thầy cúng dường bằng cái nội tài của thầy đọc văn sao cho mọi người nghe. Mỗi anh em có mỗi khả năng làm hết bổn phận trách nhiệm của mình. Ví dụ như là thầy Tuệ thì thầy nấu ăn, hoặc là một số công việc với viện chân tu cần, mình đem cái công sức của mình ra cúng dường không nệ hà, không sợ mệt mỏi. Có cơ hội là mình làm liền để mình tích lũy cái phước báu. Mà cái phước báu đó có rồi thì mình mới tồn tại trong một cái gia đình đó. Quý vị để ý lại đi, một số các cụ, một số quý Phật tử dưới này, khi mình ở với cha mẹ của mình lớn lên rồi, mình không hết lòng với cha mẹ, không hết lòng với gia đình để gây dựng cái gia đình gốc mà cha mẹ mình sanh ra, bây giờ mình đi kiếm một cái gia đình khác, phước báu mình cạn mỏng, lập một cái gia đình khác, có vợ, có chồng, có con gì đó, nó cũng rắc rối đủ kiểu, thiếu thốn, bẩn chọc đủ kiểu. Mình nghĩ rằng là rời cái gia đình cha mẹ mình để mình đi kiếm một cái gia đình đó là lập gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con, mình nghĩ là yên ổn không? Trong mạng mình không có tài, cuối cùng nó cũng chéo que, không có làm nên được sự nghiệp gì hết. Thì đó là gì? Nhân quả. Trong mạng mình không có tài, trong mạng mình không có một cái phước báu, cho nên mình chạy đầu nào nó cũng bị vướng. Thôi giờ mình quay trở lại tin nhân quả, tin cái gia đình Phật Pháp, trở về gia đình này để mình tích lũy cái phước báu, bắt đầu thay đổi cho coi. Thực sự chúng tôi nói cuộc đời của chúng tôi, từ khi mà ở trong gia đình cha mẹ của chúng tôi đến khi bắt đầu xuất gia, mãi mãi đến 20 mấy năm bắt đầu mới gây dựng được cái tịnh thất, đến hôm nay cũng 20 mấy năm nữa có được một cái gia đình này, trân quý không? Rất trân quý. Rồi mình nhìn lại những lời dạy của Phật, của Tổ, mình thấy vô lượng đời kiếp trước mình đi lang thang làm như một cái kẻ gọi rằng cùng tử khổ đau, làm bao nhiêu loài khổ đau rồi, đến hôm nay mình gặp được cái gia đình này. Mà gia đình này là cái nhịp cầu giao cảm, là cái bàn đạp, là một cái gia đình cuối cùng để mình đi về cái gia đình bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Gia đình này thì còn tuyệt nữa. Hôm qua chúng tôi nói ngày mùng 1 Tết, anh em đại chúng ở dưới khu chuyên tu, chúng tôi cảm được cái điều này. Bây giờ mình đang sống một trong gia đình này thì mình phải tích lũy một cái phước báu để nó tương đồng với trong một cái gia đình này. Cái phước báu ở đây là gì? Là phải công quả. Rồi mình tích lũy thêm một cái thiện căn nữa, đó là mình công phu. Công quả và công phu đầy đủ thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Mà đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì người này gì? Ác sanh bỉ quốc, là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái thiện căn phước đức và nhân duyên. Cái chỗ này là cái chỗ mấu chốt để mình tu hành. Nếu không thì mình không biết đường để mình lầm mò. Hàng ngày vẫn cứ niệm Phật, mà có một số người họ tinh tấn, họ dụng công, họ tích lũy thiện căn, nhưng mà phước đức họ không có làm, họ không thích làm công quả. Hoặc giả họ làm công việc đó thôi, rồi kêu làm thêm công việc khác là không làm, mà kêu bổn phận tôi như vậy thôi. Thực sự họ không thích về cái việc mà tích lũy phước đức, thì họ bị khuyết cái mặt này. Mà khuyết cái mặt phước đức giống như con chim có hai cánh, một cánh bị què, bị gãy, bay không được. Hoặc giả họ chỉ lo trầm hâm làm công quả thôi, họ không có tích lũy thiện căn là họ không lo công phu. Mà mỗi cái thời công phu tụng kinh Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, nhất là kinh Phổ Môn, kinh Di Đà nói, ai gặp kinh này mà tụng kinh này là nhiều đời nhiều kiếp đã có nhân duyên và tích lũy thiện căn, hôm nay mới gặp được kinh này mà tụng. Rồi mình niệm Phật, mình niệm Quan Âm Trì Thần Chú Đại Bi là đang tích lũy thiện căn. Mà thiện căn này rất cần để tích lũy. Bởi vì lúc lâm chung mà thiện căn yếu kém thì không thể nào niệm được 10 câu Phật hiệu để mà vãng sanh. Mà phước đức không có thì bị gì? Mình chết yểu, mình chết trẻ, rồi bệnh hoạn đủ kiểu hết trơn. Cho nên hai cái điều này đại chúng phải nhớ cho kỹ, mà trong kinh Di Đà nói đúng không? Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Bỉ quốc là nước kia, là nước Tây Phương Cực Lạc. Hai cái này phải cân đối. Nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái thiện căn,
Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy, nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ, sẽ khó thể tin chắc thật, không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát còn ngờ. Chỉ có đại thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, nên toàn thể cảnh giới của Phật chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu triệt rốt ráo, chứ trí của con người không thể nào hiểu nổi. Pháp môn niệm Phật, niệm Phật là nhân, là quả giác của Phật tu đã thành rồi. Lấy cái quả giác đó làm cái nhân địa để mình tu, thì nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân, một đời này liễu sanh thoát tử. Chỉ có Phật cùng Phật mới tin nổi cái pháp môn này. Và Đại Thừa Bồ Tát gọi là sắp thành Phật mới có thể thấu tột được. Dễ sợ. Quyền vị Bồ Tát là các vị Bồ Tát vừa thập tính thập trụ thôi á, thì cũng chưa có thể nào tin hết được pháp môn tịnh độ. Còn phàm phu của mình là vọng sanh ức đón, cũng như lá thư hồi nãy thầy mới nói, kêu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả có tướng đều là giả. Tây Phương Cực Lạc cũng có tướng, nó là giả. Về cái cảnh giả đó chứ vậy. Thì Ấn Tổ nói này, cái Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới do Đức Phật A Di Đà triệt chứng, công đức tu hành của Đức Phật A Di Đà tạo nên bởi cảnh giới đó. Ông đừng có đem cái trí phàm phu mà so sánh cái cõi do nghiệp báo chúng sanh ở cõi Ta Bà mà so sánh với cõi Tây Phương Cực Lạc. Ông nói Tây Phương Cực Lạc là giả, chừng nào ông thành Phật thì ông nói mới được, chứ ông còn phàm phu là ông nói có hại chứ ông có ích gì đâu. Trong văn sao người lý luận sắc, sắc bén mà hay cực kỳ. Khi mình nghe vậy là mình vẫn tin, đúng không? Lúc lâm chung là do tâm mình cảm đến cảnh Phật, do bình thường mình tu cái nhân niệm Phật, cho nên lúc lâm chung cảnh giới Phật ứng hiện, cho nên mình về Tây Phương Cực Lạc. Đó là nhân quả đồng thời và nhân quả đúng với nhân quả. Còn lúc bình thường mình tạo cái nhân sân hận, bực bội tức tối, đụng cái gì là cũng bực bội tức tối, không ưng ý, tạo cái nhân sân hận và 10 điều ác gọi là thượng phẩm ác, thì lúc lâm chung cảnh địa ngục hiện ra, mình phải vào cảnh địa ngục, đúng không? Như vậy cảnh địa ngục có không? Có với người đang đọa địa ngục, có với ngài Địa Tạng đi vào trong đó. Mà ngài Địa Tạng tự tại, ngài vào, ngài đọa chúng sanh, ngài không có bị khổ đau. Còn chúng sanh mình có địa ngục với những người đã đọa địa ngục, nhưng mà không có địa ngục với những người là chúng sanh mình đang ngồi đây, mình chưa vô, mình chưa tạo cái nhân. Mà nếu mà tạo cái nhân là con người cũng vào đấy. Lý luận như vậy là xử lý tánh tướng nó viên dung, chứ đừng có bắt sự mình chấp lý, mình nói là chỉ có tự tánh Di Đà rồi, còn gì niệm Phật nữa. Chỉ có Phật trong tâm mình rồi, còn gì niệm Phật nữa, đó là chấp lý phế sự. Đó là ngài nói về cái thiện căn. Nếu mà người mà không vun trồng thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời thì nghe đến pháp môn tịnh độ lặng nhách, không có ý vị gì hết trơn. Và niệm câu Phật hiệu nó không có một cái tâm tha thiết, hết lòng tin ưa, thì người này không có phần vãng sanh. Cho nên thành ra trong văn sao Ấn Tổ ngài nói thực sự cảnh giới cao cũng rất là cao cho các vị coi như là thượng căn thượng trí, thấp cũng thiệt là thấp cho hàng kẻ ngu phu ngu phụ cũng có thể hiểu nổi. Giờ nghe ngài nói về cái phước đức nè. Kinh A Di Đà dạy: từ đây về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật A Di Đà nay đang thuyết pháp. Lại nói: cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó gọi là Cực Lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức trí tuệ thần thông đạo lực của Đức Phật A Di Đà. Người họ tin được cái phước đức mà họ làm phóng sanh, in kinh, cúng dường trai tăng, in tượng Phật, họ làm tất cả những phước đức gì ở cõi này, họ không có cầu mong để đời sau họ hưởng, họ gửi về Tây Phương Cực Lạc hết. Thì phước đức người này gọi là phước đức viên mãn. Phước đức này là phước đức vô lậu. Cho nên trong văn sao người nói làm được một chút phước đức gì đều gửi về Tây Phương Cực Lạc hết, đều hồi hướng về bên đó hết. Thì cái quả để mà mình hình thành đó là quả vô lậu, vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở bên đó hưởng cái công đức vô lậu. Còn nếu mà mình muốn cho đời sau làm vua trời người, mình niệm Phật, mình tạo những cái phước báu,
thì người này tu cái nhân vô lậu mà hưởng cái quả hữu lậu. Vì sao tu cái nhân vô lậu mà hưởng cái quả hữu lậu? Là muốn làm vua trời người, là muốn đời sau thân tướng tốt đẹp, giàu có của cải vật chất. Nhưng một đời sau thì làm người hoặc giàu có, nhưng mà đời sau nữa thì chưa chắc được làm người, chưa chắc được giàu có. Bởi vì gì? Có phước là hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, sát trộm dâm dối nó theo liền đó, tạo nghiệp xấu ác ngay. Như vậy là ngày giới thiệu bên Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, thì hàng ngày tích lũy cái công đức niệm Phật, trì đại bi, niệm Quan Âm, phóng sanh, in kinh, làm tất cả những cái công đức phước đức này gửi về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là một loại phước đức vô lậu. Một loại phước đức đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, tu 10 điều thiện. Đây là những cái phước báu trong tịnh nghiệp tam phước. Nên hàng ngày tranh thủ thời gian, có khả năng và có cái thời gian là mình phải tích lũy những cái phước đức này để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có những cái quả báo người niệm Phật mà nó sai biệt. Có những quả báo mà họ niệm Phật nha, họ chỉ có được làm trời người là do là họ hồi hướng để đời sau cái phước báu niệm Phật, công đức niệm Phật này, và những cái phước họ làm trong hiện đời để ở đời sau họ làm người, vua trời người để họ hưởng. Thì cái nhân niệm Phật vô lậu mà cái quả lại hữu lậu thì Ấn Tổ nói không nên làm điều này. Rồi có những người mà họ niệm Phật mà họ đọa địa ngục nữa. Cái nhân niệm Phật mà cái quả đọa địa ngục là sao? Chưa chứng nói đã chứng, chưa đắc nói đã đắc, lừa bịp thiên hạ để mọi người cúng dường cho mình. Rồi sanh ra ngã mạng, gọi là đại ngã mạng. Thì người này nhân thì niệm Phật thì có, nhưng mà quả thì bị đọa địa ngục. Nhân niệm Phật là đời này thì có, mà đời sau làm người thì cuối cùng gì? Ngọng nghịu, nói sai với chánh pháp, nó không đúng với sự thật, nhân quả. Còn cái người mà niệm Phật mà để vãng sanh là họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên. Họ nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ tin có Tây Phương Cực Lạc, họ tin có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để tiếp dẫn họ vãng sanh. Lúc lâm chung họ chỉ được 10 niệm, họ vẫn vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh. Mà về phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, họ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà muốn lúc nào nghe pháp là gặp Đức Phật A Di Đà nghe pháp liền. Chim cũng diễn ma ha diệu pháp, suối nước cây cỏ cũng diễn ma ha diệu pháp hết trên đó. Thì người niệm Phật này đúng với pháp môn niệm Phật để mà họ vãng sanh Tây Phương, thì tu cái nhân niệm Phật để được cái quả liễu sanh thất tử, thì nhân quả này mới là xứng đáng cái người niệm Phật. Giờ quý vị nghe một cái lá thư mà Tổ sư Ấn Quang gửi cho một vị hòa thượng, mà trong lá thư này ngài xưng ngài là đệ là Xiển Đề xuất gia. Thường con người mình tu một thời gian cái ngã mình nó lên cao, ta đây ngã mạng chấp về mình rất là kinh khủng, còn ngài càng tu cái ngã ngài càng biến mất. Thì thầy Minh đọc cái lá thư gửi cho hòa thượng Thể An, viết cực kỳ hay. Khi mà gửi cho các vị hòa thượng là cái lý và sự viết trong này rất sâu sắc, nghe thấy thích liền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư thứ nhất, thư gửi hòa thượng Thể An, chùa Đại Hưng Thiện, trích trong Văn Sao Chánh Biên quyển 1. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp, nhớ Phật niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này, nhưng trong hiện thời nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa, căn tánh con người tệ kém, không cậy vào Phật lực quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thượng trung hạ, cao vượt trội giới giáo thiền tông. Thật là chư Phật tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo.
Mười phương chư Phật bỏ pháp này dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng đến. Ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy, kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải, không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, phàm mọi trước thực dù Tây Thiên hay Đông Độ, cuối cùng đều kết quy liên bang. Kể từ khi Đại giáo truyền sang Đông, Lô Sơn khởi đầu dựng liên xã, một tiếng sướng trăm giọng hòa, không ai chẳng thuận theo. Nhưng những người có công lớn lao rõ ràng nhất thì đời Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Đàm Loan là bậc không thể suy lường, do có việc xuống Nam Triều gặp Lương Võ Đế, sao lại trở về Đắk Bắc. Võ Đế hướng về phương Bắc cúi lại nói: Loan Pháp Sư là nhục thân Bồ Tát, đời Trần Tùy thì có trí giả, đời Đường có đạo xước, noi theo lời dạy của ngài Đàm Loan, chuyên tu tịnh nghiệp, suốt đời giảng ba kinh tịnh độ 250 lần. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến thừa viễn Pháp Chiếu Thiếu Khang đại hành thì liên phong đã thổi khắp trung ngoài. Do vậy tri thức các tông không ai chẳng lấy đạo này để mật tu hiện hóa, ngõ hầu tự lợi lợi tha vậy. Ngay như Thiền Tông, nếu chỉ đề khởi hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn không kể đến, huống gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ấy là chân đế, một đã không, hết thảy đều không. Như câu nói thật tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần, hiển thị tánh thể. Nếu bàn luận đích xác về mặt tu trì thì chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc bèn không ăn, huống chi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy tức là nơi tục đế, một đã lập thì hết thảy đều lập. Như câu nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, hiển thị tánh vốn đầy đủ. Muốn vứt bỏ tục đế để bàn chân đế sẽ không có chân đế. Nếu muốn bỏ tứ đại ngũ uẩn để tìm tâm tánh thì thân đã không còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để sáng tỏ chân đế thì thật có chân đế. Như tại mắt gọi là thấy, nơi tai gọi là nghe, dùng tứ đại ngũ uẩn để hiển lộ tâm tánh vậy. Đấy chính là ý chỉ lớn lao ngầm tu tịnh độ của chư tổ từ trước, nhưng chưa truyền thuật rộng rãi rõ ràng. Nếu không hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng thể biết được. Thế nhưng ngài Bách Trượng lập quy chế cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh và hóa tống vị tăng đã tịch đều quy về tịnh độ. Lại nói tu hành thì niệm Phật là ổn thỏa thích đáng, cho đến ngài Chân Hiết Liễu bảo một pháp tịnh độ nhắm thẳng vào chuyện tiếp dẫn, hàng căn khí thượng thượng kim độ hàng căn tánh trung hạ. Lại nói trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, bởi sanh về tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn nhiều lắm. Lại nói dù Phật, dù Tổ, dẫu giáo hay thiền, đều tu tịnh độ cùng về một nguồn, có thể thấy sơ lược như thế đó. Kịp đến Vĩnh Minh Đại Sư mang thân cổ Phật, thừa nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, viết sách truyền dạy. Hoằng Dương lại sợ người không hiểu rõ đường lối, lợi hại hỗn loạn, bèn cực lực nói ra bài kệ tứ liệu giảng, có thể nói đã nêu được cương tông của Đại Tạng, làm bậc dẫn đường nơi ngõ rẻ, khiến cho kẻ học từ 80 chữ ấy đốn ngộ đạo trọng yếu xuất sanh tử chứng niết bàn, tâm đào đáo cứu thế thiên cổ chưa hề có. Sau đấy các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, riêng khen ngợi pháp này như ngài Trường Lâu Trách, như Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Chư đại tổ sư tuy Hoằng Thiền Tông lại riêng khen tịnh độ, cho đến ngài Liên Trì Đại Sư
tới tham học với Ngài Tiếu Nham đại ngộ rồi, bèn bỏ pháp kia giữ lấy pháp này. Nếu tịnh nghiệp mà thành thì thiền tông tự đắc, ví như tắm trong biển cả, ắt đã dùng nước của cả trăm sông. Thân đã ở trong điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường An chi nữa? Sau đấy Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tịnh Am, Mộng Đông, vân vân. Chư đại tổ sư không vị nào chẳng vậy, bởi do thời thế mà đặt ra nghi tắc, pháp phải hợp với căn cơ, nếu không như thế, chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm giặt tóc dài, giặt hồi, pháp luân gần như ngừng xoay, dẫu có trí thức nhưng ai lo nghiệp nấy, không rảnh sức lo đến, bỏ qua đạo này, không ai hỏi đến. Nếu ai bàn đến chuyện này, người nghe tợ hồ bị vấy bẩn. May có một hai vị tại gia, xuất gia có đại tâm, in khắc lưu truyền, khiến cho giáo huấn của chư tổ không bị diệt mất, khiến đời sau được nghe một phần, thật không gì may mắn lớn lao hơn. Đệ là kẻ xiển đề xuất gia, tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo, trọn chẳng dám tu bừa lạm dự, nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp, cậy vào Phật từ lực để nghiệp vãng sanh. Đã 10 năm qua sống uổng sống phí, chẳng được lợi ích mảy may, nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Có kẻ bình thời tự cậy thông tông thông giáo, coi tịnh độ như đồ nhơ, sợ bẩn lây mình, làm chung đa phần tay chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ. Có kẻ chắc phát trì giới niệm Phật, dẫu tính nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Là vì lẽ gì vậy? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động, sống thức dân trào nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế thượng trí không bằng hạ ngu, khéo quá hóa vùng. Lại xin Hòa Thượng phát tâm Bồ Đề, hoằng dương pháp này, ví phẩm kinh luận tịnh độ đều thông triệt hết, may mắn nào hơn? Nếu chưa thể nghiên cứu dùi mài cùng tận, hoặc sợ trái với tông mình, chẳng dám xứng tánh phát huy, hãy tạm ngừng tay công phu nơi hai môn tông và giáo tạm thời. Phàm có ai xiển dương tịnh độ, hãy bình tâm hòa khí độc thử. Ngõ hầu cái tâm xiển dương thiền, đè nén tịnh độ chẳng bị tơ hào vướng mắc, ắt thấu suốt lý do Phật tổ riêng khen ngợi pháp này, thấu suốt sự lợi hại khi tứ chúng tuân thủ hay chống trái pháp này, chẳng bị môn đình gây trở ngại, hồng có thể dám đối trước những người tu thiền giáo luật, xứng tánh phát huy không còn sợ hãi. Nhưng sách tịnh độ rất nhiều, quan trọng nhất chỉ có sách tịnh độ thập yếu. Trong bộ thập yếu, đoạn nghi sanh tính, thì các sách hoặc vấn, trực chỉ, hợp luận là những công thần đột phá tinh nhuệ nhất. Ngoài ra, tịnh độ thánh hiền lục chép đủ sự tích vãng sanh của các Bồ Tát, tổ sư, cư sĩ, phụ nữ và ác nhân, súc sanh. Đọc rồi sẽ biết tứ chúng thuộc thiền giáo luật các đời cầu sanh tịnh độ, như mọi ngôi sao chầu về bắc đẩu, như các dòng nước chảy về đông. Sách Long Thư tịnh độ văn ngôn từ nông cạn nhưng nghĩa lý hoàn bị, là sách trọng yếu bậc nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp chúng sanh, vạn phần chẳng được coi thường quyển sách này. Đệ trước kia gặp người giỏi tử bình phê rằng, thọ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mạng số sợ vô thường sọc tới, nên chuyên trì Phật hiệu đợi trước lúc lâm chung. Nếu vô thường quả thật xảy đến, không dịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật pháp khi còn tại gia, nên chẳng nề kỵ húy, nhặt nhạnh sơ sài món rau dài, dân dưới tòa bậc đại phú trưởng giả, no đẩy tiệc vua, xin thương xót nhận lấy phước cho sứ tần của tôi. Nêu chánh lệnh của Ngài Vĩnh Minh,
tuần di quy của Ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, u hiển cùng sanh Tây Phương, tịnh độ hưng nhưng tông phong chẳng đọa, chúng sanh có phước, quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời hoa quyến bướm tới, mùa đá được mây giăng. Viết thư này lòng thành như đại hạn trong mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong rủ lòng khoan dung thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. Chú thích đệ, lời Tổ Ấn Quang tự xưng, coi mình như vai em của Hòa Thượng Thể An, xiển đề tức nhắc xiển đề kẻ đoạn diệt thiện căn. Tử bình một môn bói toán, còn gọi là bát tự, dựa trên ngày tháng năm giờ sanh để phán định số mạng, gần giống với tử vi nhưng đơn giản hơn. Tổ Ấn Quang là người tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Tây xưa thuộc nước Tần thời Chiến Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái lá thư này mỗi buổi sáng với buổi trưa ăn cơm riêng ở nhà lá đó, khi vừa ăn cắn một miếng là một chữ A Di Đà Phật, niệm trong tâm, cắn một miếng là một chữ, lắng lòng thanh tịnh, vẫn nghe văn sao rõ ràng, đến cái chỗ nào thấy tuyệt đỉnh hay là ghi lại. Những lá thư này lúc đang ăn cơm nghe, tâm bình khí hòa nghe. Bình thường thì bận biểu để lo công trình xây nhà dưỡng lão, các cụ thì ăn cơm ngồi nghe thú, cực kỳ lý thú. Xong bắt đầu mới vô đọc tới đọc lui, bắt đầu mới in ra. Bữa nay nghe thầy Minh đọc một lần nữa, tuyệt, xào tới xào lui thấm như nó, coi như là tử bình, tức là nói đến cái bói toán bát tự, nói ngài là 38 tuổi chết, thế mà ngài sống được 80 tuổi, bằng tuổi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thệ tịch. Cái công đức gì trong cuộc đời ngài làm? Công đức đứng đầu mà ngài nói trong văn sao là lá thư nào cũng nói đến, đó là niệm Phật. Trong tâm niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Mi Thủ Phụ, rồi sáu chữ ở bên ngoài ra tiếng, thầm nhếp môi, trì thêm đại bi ít nhất là 25 hoặc là 50 hoặc là 70, 15. Niệm thêm Quan Âm Bồ Tát, phóng sanh in kinh, công đức này kéo dài thọ mạng rõ ràng. Lá số chấm coi ngài là có 38 tuổi mà ngài sống đến 80. Thì trong văn sao ngài nói vì sao Phật lực là Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật nhưng mà cái công đức Phật lực và ánh quang minh của Phật lực chưa chiếu đến mình. Lý do gì? Cái gì ngăn che? Do mình có vấn đề hay là Phật lực có vấn đề, hay là ánh quang minh của Phật có vấn đề, hay nguyện lực Phật có vấn đề? Chỗ này là chỗ mà chúng tôi chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay. Mình nhìn lại trong tâm mình có cái gì chướng ngại? Có phải là sắc dục nó chướng ngại hay không? Cái tâm tham dục về sắc là đắm đuối nơi cái thân này và đắm đuối nơi cái thân người khác không? Ngủ ấm ngăn che, tài sắc danh thực thì nó ngăn che. Ngủ một cái nó mê, ăn nhiều quá một cái nó cũng bị chướng ngại công phu. Ánh quang minh có sẵn ở đây hết nhưng mà do mình tự ngăn che. Cho nên hình ra trong văn sao ông đó, ông nói là bây giờ muốn vãng sanh thì cái gì đầu tiên để mà mình đoạn trừ, để mà mình có thể là gột giũa chuyển hóa nó, để mình có phần vãng sanh, thì ngài nói liền đó là dâm tâm ông phải trừ, ái nhiễm ông phải trừ. Đây là cái nhân để đọa lạc. Chính cái tâm niệm này mà nó ngăn che ánh quang minh của Phật, Phật lực không gia trì đến ông. Tuy ông có niệm Phật nhưng mà tâm ông chưa chuyển được cái tập khí này. Mà chúng sanh vì dâm dục mà sanh, cha mẹ mình ân ái cho nên hình ra mình chui vô trong đó, cho nên hình ra mình cũng có niệm ân ái. Cái niệm này nó sâu dày cực kỳ, cho nên hình ra cái giới tà dâm là cho nên là coi như là dễ phạm mà rất khó trừ mà. Rồi tự nơi nam nữ không giảm lần rồi phong, đến già rồi phải không, bắt đầu là ân ái với con cái, thương luyến tiếc con cái, cũng là một loại tâm ái nhiễm.
Ái là nó thương tiếc, nhiễm là nó chối buộc. Nó nhiễm vô trong đó sâu quá rồi thì rất khó vãng sanh. Đến một cái cuốn mà gọi là Bảo Thân Tiết Dục là người nói rất rất nhiều cái vấn đề mà cái chướng ngại để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà để làm thánh làm hiền, nếu mà còn cái tâm này không đột phá nó được thì vẫn còn chướng ngại. Cho đến để mà thành nhân chi mỹ, để thành tựu sự nghiệp quậy đời á nghe. Mà nếu mà không có đoạn trừ nó, mà không có xem nó giống như là on da trái chủ rắn độc thì nó cũng hại mình tới xương tủy. Đến thọ mạng mình hết nhanh, hết trước thọ mạng, và bệnh hoạn cũng từ chuyện này luôn. Phải dè dặt kinh sợ, đi như đi trên băng mỏng, đi gần vực sâu, sảy chân cái là rớt tan xương mất mạng. Còn vài phút nữa thầy Minh đọc cái lá thư về giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn, vài câu chuyện nữa, nên lắng nghe. Trong một tuần lễ chúng tôi soạn một số những cái lá thư này, nghe cái này là thấm ha, thấm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Yết ở Dũng Giang, trích trong Văn Sao Chánh Biên: chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông Tu Tam Muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng và bất tịnh tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em và con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm tham ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ kiều mị so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp xối, rắn độc, bò cạp độc, phê xương trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt, máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đáo trừ khử tập khí ấy,
sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh, thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển, nếu không dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoài trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân khỏe ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoài trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi túc nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy, hãy gắng lên. Những câu chuyện giữ gìn thân thể khỏe mạnh trường thọ bằng cách bớt ham muốn chuyện sắc dục, trích trong Bảo Thân Tiết Dục, văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Câu chuyện số 1, ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo, cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt, bèn gần gũi một lần sanh được con. Nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo, chỉ một mụn con trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện Hàn Lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm quả dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hầu con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này, trích trong thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Câu chuyện số 2, đời Minh có một học trò mắc thói dâm chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói, ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp hóa ra là mẹ hoặc là chị em ông. Ngay khi ấy lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp, nguội chứ. Long Khê nói, thế nhưng dâm vốn là không. Ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên răn nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm, và những ngày tháng nơi chốn nên kiêng ngừa ăn nằm đều nhắc nêu rõ. Tâm giác thế tịnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thủy Tăng ở Duy Dương, tâm lợi người tha thiết liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để trấn áp lòng dục. Do đấy bèn tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh huân qua đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao ràng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sanh vào chính phẩm liên bang.
Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn về chuyện giữ vẹn luân thường, mong sao những ai thấy nghe đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay. Trích lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lục trong Chánh Biên. Câu chuyện số 3. Một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với các ông quan Quýnh Chi vân vân cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8 thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn liền bực mình nói, từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật cầu cho chồng được lành bệnh. Ngày trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quan đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9 đến Tịnh Nghiệp Xã gặp quan Quýnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh tươi tắn không ai bằng. Gặp quan ông ta vui mừng thưa, sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, quan Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch vân vân bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm, lại nói, sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quan nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự, ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm, mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trông coi sổ sách, trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quan biết là do phạm phải phòng sự mà ra, rất hối tiếc lúc đó chỉ nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn, nhưng bận biểu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận lẽ lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau ông ta bèn mất. Lúc mất, ông quan Quýnh Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tỉnh hơn xa người bình thường, do không biết thận trọng ngộ phạm phòng sự mà chết. Chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cô phụ từ ân của tam bảo quá đổi. Quan nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi, cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đem Bất Khả Lục tăng đính, ấn lót lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỳ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Trích lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám trong Văn Sao Chánh Biên. Nam Mô A Di Đà Phật. Lá thư này sau khi ra đĩa đi khắp năm châu, những người nghe mà họ tin lời Văn Sao Ấn Tổ để họ áp dụng, thì người đọc Văn Sao, người lưu truyền Văn Sao và đại chúng hôm nay ngồi nghe Văn Sao Công Đức Bất Khả Tư Nghị,
thanh tâm quả dục. Thanh là thanh tịnh. Muốn cho tâm thanh tịnh thì phải bớt ham muốn, xem nhẹ tiền bạc, tài như đôi dép đứt, sắc danh thực thì xem nhẹ, giảm lần, gọi là quả là ít ham muốn, gọi là quả dục. Thì khí sắc người này sẽ tươi nhuận, thọ mạng người này kéo dài, không đau bệnh, phước báu người này bắt đầu tăng trưởng. Thank you.